Đánh dấu cột mốc 20 năm của giải thưởng cánh diều vàng, tối ngày 9 tháng 9, bức tường danh vọng tại Vega City Nha Trang lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam để ghi nhận, vinh danh những cá nhân, tập thể xuất sắc có nhiều đóng góp quan trọng cho nền nghệ thuật thứ bảy của nước nhà chính thức được khánh thành. Tham dự lễ có các vị đại biểu: ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa; ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và hơn 300 nghệ sĩ trong cả nước tham dự. Được biết, bức tường danh vọng với 433 ngôi sao đại diện cho 107 tác phẩm tiêu biểu, 297 cá nhân xuất sắc là các tác giả, nghệ sĩ, người làm phim và 29 nhà điện ảnh gạo cội của nền điện ảnh Việt Nam. Bức tường danh vọng không chỉ đơn giản là tượng đài ghi nhận những cống hiến của các nghệ sĩ, mà sẽ là điểm nhấn độc đáo của công trình nghệ thuật, hứa hẹn thu hút nhiều khách du lịch và những người yêu nghệ thuật ghé thăm Vega City nói riêng cũng như thành phố Nha Trang nói chung. Bức tường danh vọng ghi nhận sự hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa, Hội Điện ảnh Việt Nam và các doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp trên khắp mọi miền đất nước. Ngày trước lễ trao giải chính thức, sự kiện thảm đỏ cánh diều vàng 2023 đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của khán giả khi có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam. Nhiều gương mặt nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, nghệ sĩ nhân dân Kim Xuân, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, nghệ sĩ nhân dân Trần Mạnh Cường, nghệ sĩ Xuân Bắc. Trong khi đó, nhiều gương mặt nghệ sĩ đang chiếm sóng trên cả màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ cũng đã tề tụ đông đủ để khoe sắc trên thảm đỏ. Có thể kể đến những cái tên như gia đình nghệ sĩ Quyền Linh, Tuấn Trần, Nhật Kim Anh, Bình An, Cao Minh Đạt, Lâm Vĩ Dạ, Diễm My 9X, Thanh Sơn, Khả Ngân và nhiều nghệ sĩ đình đám khác. Giải thưởng cánh diều vàng 2023 không chỉ là ngày hội của nghệ sĩ, người làm phim cũng như công chúng yêu mến nghệ thuật, mà còn tích cực góp phần quảng bá hình ảnh tiềm năng du lịch Nha Trang, Khánh Hòa.